canh khuya thang vắng chớ thở dài. Thân ta quạnh quẹ mà đêm mà ngày làm sao tỉnh cơn ác mộng chớ ba đau. Nghĩ mình mà cô té lòng sợ bây giờ. Thương ai bút mực như tờ vé bài mà để lại chứ người khờ xem mà coi chứ bây giờ. Ta chịu chưa thiệt cả thôi, vì ta mà thương mến giúp nồi làm sao. Thương bá tánh dòng châu rơi lệ, ông đang ngồi bâm xế chưa chịu ta. Ông ngồi bè liệt dưới khoan thiền buồn, ông lão mà dọc ngang bơi hoài. Bởi kiếm cách trần ai đất cơ mệt, khách ở đâu chắc chết hết rồi. Mình ta quạnh quẻ đơn côi nửa đêm mà cô quạnh rồi ngồi buồn hiu. Lọt bệnh tật mang nhiều chứng bệnh, lọt chưa điếc tà đen thông dính chơ bụi sâu. Gửi thơ khắp hết năm châu nói rằng ông lão còn chung mờ đầu dưới khoang. Thiền qua bên gian nan bảy ngàn sống mà đành đùa có hạn chứ quá cao. Núp trong bóng mát chưa ngày nào chờ cơn mà sống mà dứt chớ ông mà gào bơ ở đây. Thấy bất cười trần gia quá sức, nay vui buồn mai tức chất queo. Chất đau chất đớn chất nghèo, chết gì mà dữ quá chưa hiểm mà nghèo chết luôn. Chết gì giận gì buồn gì khổ, chết gì không giác ngộ dữ hung. Chết thôi ngã liệt chứ muôn trùng, kỳ này mà sống đánh chưa đụng mà đụng rồi con. Chết như thể con dòi lúc quá nhúc, ai nhìn ra cốt nhục chứ đụng mà đóng xương đóng thịt quá cao. Thành ra mà bụi cát chưa xịn nào thúi hôi. Chưa thấy đâu dân ơi chưa sợ, chừng thấy rồi dĩ tở chứ mặt ta mèo. Nồi đau mắt cũng đeo nheo như điên như điếc cho con mèo hết ngao. Thầy đã nói biết bao nhiêu vậy, ông bây giờ cũng thấy rõ ràng. Lại cầu đức Phật cho mười phương hộ cho ba tánh trăm đường gian nguy. Ông đã bảo tỉnh đi mau kịp, ông cho hay có dịp chưa này rồi. Tại sao dân cứ bồi hồi không lo mà thức tỉnh chứ quả nhồi làm sao.
xưng ta bực tài cáo nổi ra, đẩy mưa phong gió thạc tan thành. Ông nói ôi hỡi quá rành đò chiều chiến chót, ông dành đổi ai đò tiếng đò Phật cho đò ngài. Xuống đây mà mấy kiếp mấy ngày biết không, còn ông khổ sở minh mông, ông chỉ mặc chiếc xà rồng kìa kìa. Rồi ông đỡ đò về chút nữa, dân nam ơi ráng tựa cho bóng đà, ráng gình đạo lý của ta, nghe đi cho kỹ cho tại gia tu hành. Việc thế mấy cam đành bỏ hết, thần ta nay mày chết không còn, muôn gì tất cả bà con không nghe thầy dạy, mót bòn tu. Đây sắp tới mấy mùa án mất, người đang nguyên sáng tật chiều nguyền, thấy chưa đâu được về tiên, bị ma bị quỷ báo liền não say. Ta ông rào ăn mày khi trước, nói hoài từ khước đâu đâu, ta nói mà về đắng tâu, tâu qua thượng đế thấy rầu biết bao. Dân nó nói ta nào quá khổ, dân dân ơi xấu hổ vô biên. Tại dân không chịu làm hiền, bây giờ phải chết nỗi liền như như. Hôm nay thì bần sĩ cũng xin kính thưa cùng tất cả chung quý vị, ngày 12 tháng 8, không có năm nào mà thầy kêu réo Đức Phật thầy như năm nay hết. Đó như vậy thì qua năm còn quạnh quẻ cô đơn nữa kìa, chứ không phải vậy đâu. Từng mùa năm, từng cái nhiệt độ của cái từng hoàng này nó sẽ quay nhiệt, nó quay ship. Cho nên năm nay đó tất cả các vị có về được ngày này thì mừng một ngày này. Chúng ta không sống được một ngày đâu đó, nó như thế. Mà được rồi thì con tiên có Phật ráng chẳng cố gắng lột bỏ cái kiếp trần gian này đi, để chúng ta trở về. Còn thầy bần sĩ thì nói thơ, nói giảng, nói lý, nói hò, nói khoan, nói hát, đó như thế. Bao nhiêu kiếp đời bao nhiêu năm mà tất cả mọi người cũng không có nghe, không biết gì. Còn giận đấy chứ, còn hờn đấy chứ, còn đủ làm kiểu cách đủ thứ hết ra. Múa cũng như con gì, con công mà nó múa vậy. Phạm muốn làm gì làm nha. Nhưng sợ e có một ngày thì quý vị sẽ không chấp kịp, vì mình nó mỏng không thể nói được đâu quý vị. Linh hồn nè, xác thân nè, như miếng giấy, như miếng đá lúa, như miếng cầm tóc vậy, chứ không phải tầm thường đâu nha. Tôi đang cố gắng để mà trau dồi đạo hạnh để tu, chứ đâu có ai biểu quý vị làm gì có mất cái gì đâu. Phải đóng góp lập công bội đức, cúng nhường tâm bảo, phải biết thương yêu với nhau, chia sẻ buồn vui. Như thế thì trong cái sống cho mọi người, còn cái này mình sống một mình đó, không có nghĩa lý gì đâu nha. Hôm nay thì tuy nhiên cái ngày lễ này nó không có vĩ đại, là quý vị thấy không đó, học cái thầy đó mày làm nên thầy lên chút xíu đó, có đẹp không, có đẹp không đó. Như vậy thì sư phụ mình sư phụ mình mới thương nha. Đó vậy đó thì trong cái bài mà Hạo Ngôn đó thì ngài nói với ai, sư giải bấm khoai, rồi Đức Phật thầy, Đức thầy, rồi tất cả các phái, các ông nói với ai nói đâu. Như vậy còn bây giờ thầy chỉ nôm na mà để các ông cho một chút để mà dịch diệt ra thôi, chứ thầy làm sao mà bằng tất cả các vị nha. Như thế thì bây giờ đó thầy cũng nôm na để nói nha, cũng như bây giờ là kinh Vũ Sơn Kỵ Hương, nếu mà không thì làm sao được đó. Như thế một chút nữa đó thì quý vị phải đọc ngài thầy tá bút, nhưng mà chưa thấy chưa, hồi nãy ông đạo này ông tội nghiệp lắm, ông
Đây, thì bây giờ thầy xin có đôi lời để đọc thêm một bài nữa cho quý vị hiểu. Nó không biết muôn trùng nào, nó sẽ ở đâu á, ở hà xa vô tận nào á, chứ không ở trong này mà không ở trong kia, không ở ngoài, ở trong, ở xa, ở gần gì hết, nhưng nó vẫn có là như thế. Thì quý vị cứ nghĩ đi nha. Đó, rồi suy nghĩ có mình có đi lạc đường không? Mình lạc đường do nó mình chứ nha. Đó, không có do nó ai hết á. Đừng dừng bước lại đi quý vị. Đây, thì quý vị đang ngồi lẳng lặng để uổng nha, không được lên đây hoài đó, mà cũng không được ngồi đây được nữa, già rồi. Rồi quý vị đi thì bị cái này mắc cái kia, cái nọ này kia, chứ đâu có mở cái ngày lễ đâu, đâu có mở đâu, đóng cửa rồi mà. Đó, thì quý vị nghe này nha. Nghe đi rồi biết. Thầy viết một bài tặng khách trần ai nghe đi cho rõ. Ta đâu có bỏ ba tánh chúng sanh, đừng chống đừng kình phải tin trời đó. Một phần một mất, một thật một quyền, ai điếc ai điên, ai phiền ai não. Ở đây người đạo ta nói cho nghe, đừng để dò dè đần e uổng lắm. Về đi cứu tâm, nước tình ma ha, của hỡi Phật Bà Quan Âm mà Nam Hải. Học tu đừng cãi, ỷ lại phạm thầy. Nói tao với mày, nói say nó trở, tại không thiếu nợ thầy giải trả ngay. Trả đêm trả ngày trả hoài cũng hết, dù cho có chết hết nợ trần gian. Kiếp kiếp lo tan lên đàn học đạo, mình đừng sốc sạo, thông thạo kinh đề, thầy dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc. Đời tàn một mạc, sống chút nữa thôi, ráng tỉnh con ôi đặng coi hoa nở. Ráng mà lưu nhớ bộ não của ta, ở cõi ta bà đâu chi sung sướng. Hãy nói thì dướng, hãy mướn thì nhầm, hãy tin thì lầm, hãy nghe thì mất. Thấy chưa khe khắc khổ sở vô hồi, ráng sống rồi coi ông ngồi ông nói. Nói gì ông gọi tôi mọi quần sinh, nói cho con tin đặng mà con tiên. Nói cho Phật hiện đặng biết thiên cơ, nói đến bây giờ nói bờ nói hải. Nghe đừng có cãi gian dái bên trong, thầy nguyện trong lòng cứu vòng Nam Việt. Trò đâu có biết tai điếc mắt lơ, trên biểu giả khờ qua bờ mới được. Đời này là trượt bẩn thỉu hôi tanh, nó giật nó giành à, nó tranh nó bơi. Thấy chưa, thế giới nó sẽ chung đầu. Thì chỉ con ôi thôi biết rõ, đây rồi cái cỏ nó đốt hết trơn. Đừng có thu hơn, đừng sờn chi cả, hiền nhân đi đã sao sống coi đời. Khổ lắm con ơi, lệ rơi rồi chảy, là con số 7. Đó là một bài của tôi nhỏ thôi, để giúp cho tất cả các vị không có buồn ngủ nha. Còn không nên ngủ trong một giờ này đã, tâm linh của tất cả quý vị phải chuẩn bị cũng như cái bộ quân lực mà mình phải chuẩn bị quân tư trang để mình lên đường vậy, chứ không nên đó như vậy. Thì người học đạo cũng vậy, phải ráng tiến, phải ráng tiến, phải ráng khôn, ráng ngoan, ráng hiền, ráng có đức, đức độ mình, chứ không ai độ mình được hết. Nói dạ, thầy ơi, con đi chùa nhiều. Dạ, con không đi chùa, không đi chùa cũng không được, phải đi chùa. Nhưng mà đi với cái việc của mình đi, mà đi với điều kiện của mình đi. Chúng sanh mà, cái chùa đó là giúp mình mà, mình vô đó mình sâm hối nè, mình thấy được Phật nè, thấy không? Dù Phật không tướng xi măng thì mình thấy cũng là đã làm cho mình phải hối cải ăn năn nữa đó quý vị.
Cho nên hôm nay đó xin tất cả quý vị đừng có điên, để cho thầy điên cho. Lúc bây giờ thầy điên nhiều lắm, tại tất cả các vị không ở gần bên á, chở gần bên thì thấy thầy điên nhiều lắm, không phải tỉnh như mọi lần đâu nha. Cho nên cũng mong tất cả anh em của mình sống trong một cái nhu kỳ này phải cố tiến nha. Chứ nếu mà không nữa đó thì quý vị sẽ không còn. Đó, như vậy thì quý vị nghe sấm giảng nè, nghe cái này nè, nghe cái kia nè, nghe cái nọ nè, đó thấy không? Từ tất cả chùa các cấp thiền sư này kia nọ đủ đó nè nha. À, nhưng bây giờ thì con thấy bây giờ kinh ở đâu á nha. Đó, tâm kinh vô tự có nghĩa là không có lục xét ra mà đọc được, mà không có bao nhiêu nguồn mà để kể cho hết đó. Ở đâu á, nói như vậy đó, ở đâu mà nó có, nó gần, nó kề bên mình. Như vậy mà mình không tìm Phật xuống trắng ở trên nè quý vị, đây là Phật không nè, đó như vậy đó. Mà mình không có đi tìm, mình tìm ông Phật nào á, thì làm sao đây, đó, tu đi để thành Phật. Tu gặp để ta thành Phật, sớm chiều tàn tỉnh thất nghe tròn. Mình tu chớ giỏi ông lo tu đi thành Phật, chứ Phật cho mình về. Tu phải diệt đừng mê khôn khéo, tu mà còn trọn méo làm chi. Nam mô niệm Phật lẽ đi, ta tu ta đắc có gì ở đâu. Tu cực khổ qua cầu chớ bên ai. Tu đừng buồn rộng rãi thứ ta, nặng ta giải thoát vậy mà. Đừng cho vướng bận tâm mờ đa trần dương. Đây sắp tới giảng đường cho muốn nghèo, bằng nói ra răng khéo nghe chưa. Canh khuya mà lặng lặng canh khuya lặng lặng chưa còn thừa thừa lời mà dư nói sớm trưa như vậy. Kêu thầy ơi giờ đây khổ sợ, thầy ở đâu còn nhớ cội nguồn. 12 tháng 8 lại buồn hồi đây, mà luận giảng có tiếng chuông ngân rờn. Biết nói gì kề bên quý đạo, nói giữa hung bạo hay gì. Nói lời anh đuốc tự bi, nói cho mà vẫn biết sửa thì nghe dân. Mau sửa đạo đời tân sắp ba tới, sửa mau đi thế giới chưa cần thề. Sửa rồi phương cảnh mình về, sửa mau mà ba tánh chưa đăng về đài mây. Buồn thay tớ lại xa thầy, buồn thay xây sự giờ này ai giao. Buồn cho thế sự chưa đông bao. Canh tàn mà khắc ca lũng làm sao bây giờ. Sông giang phân lặng như tờ thân ta, mà quạnh quẻ còn mơ chưa sự gì. Đời hay đảo có chi mà luận. Tâm cô đơn không xưng với ai chỉ, mà cung Phật Như Lai bằng thân tâm tánh chưa hằng ngày đó thôi. Nhắn cùng bạn xa xôi gần bên, nói thuyền ta gần đến rước đưa.
không sớm thì lại cũng chưa nhớ rằng ráng tình đặng ngừa ngày sau. Dù ai thấp ai cao mặt thầy, ràng chỉ tù chớ phê nghe hôn nay mai quỷ loạn mất hồn. Đâu còn gì nữa mà biển còn lung lay. Đêm thanh vắng canh dài vô hạn, mỗi nhà nhà biết giảng nghỉ ngơi. Còn ta tu niệm chưa dậy thời, ngồi trăm mà thiền nổi chứ mở lời khuyên dân. Khuyên xa đổi lấy khuyên gần, có khi nay tạo mấy tầng không hay. Khuyên ở đông đồ khuyên ở tây, nào đâu bá tánh có hay được nào. Vì thương chủng bằng màu quá xa, nào ta đâu nhân cá hiềm thù. Đi đâu cũng vẫn khuyên tu, nhưng mà người chăng có âm u não sầu. Giờ thanh tịnh trò đâu vậy hời, thầy còn ngồi thầy đợi nghe chưa. Không sớm thì lái cũng mơ trưa. Nhìn đi ông lão tá tựa sát trần, giờ thanh tịnh toàn phần chu đáo. Đêm nay đây họp đạo tại đền, nhớ rằng lịch sử không quên. Về thôn mà thầy tổ chưa giữa nền bủ sơn. Bằng thành thật cảm ơn quý vị, đem tâm thân đem trí chưa đại hùng. Về đây giữ lễ hòa chung 12 tháng 8, chưa trụng phùng rất vui. Sao trở lại sụt sùi đừng có, mọi việc đời sớm bỏ cho mau. Đặng mà lý đạo dầu trao ta nghe, thì dạy chứ mau mau nghe tròn. Sớm lưng đảo chiều do bay bồn, ta có gặp gì nguy khôn cũng không. Thằng ơi bơ bơ chưa đảo đồng, đêm buồn mà thầy đợi chứ ngóng trong chưa tại ở đời. Nhớ khắc phục đừng quên một nét, nhờ Tây An đã dẹp củ nguy bủ sơn tích tự. Vậy thì thầy ơi cứu chúng từ bi hằng ngày, cứu ba tánh trần ai thoát khỏi. Đêm 12 mòn mỏi đợi trong, thầy ơi thầy ở chứ trong lòng hay là thì ở rừng thồng gần quá. Bởi thuyền nổi ngâm nga ca hát, con hỏi ngài một lát thử xem. Ông ơi thiền nọ ông đem ông qua chi nữa, ai xem ra gì ông lắng lắng tì tí rồi nói. Con ơi con chúng gọi kia kìa, một mai mai mất rồi về có hiền có dự kia kìa nghe chưa. Tội đứa hiền sớm trưa còn đợi, kẻ giữ hung không gọi chưa chỗ nào. Cái nó cái miệng bạo hao, cái tâm mà cũng tốt rước nào bỏ đâu. Thầy hỏi ông sòng nâu áo dài, ông qua đây ông hại cực thân, tại sao không ở chơi bên nợ tầng. Mà qua mà nước Việt chơi lần lần nữa chi. Ông bảo con phải đi khuyên chúng, nhưng chúng không có dũng lời truyền thì là con quá đảo điên. Còn ông già cá vô biên kia kìa, con lại ông bơ về ẩn phức. Ông nói rằng ông tức quá nghe đi, dạy dần cây đước vô nghì. Mấy trăm mà năm kiếp dây thì còn nguyên,
thầy đã nói con điên quang xa, con muốn về đồng bá cho rồi, ngồi buồn than vắng ông ơi, nhớ miền mà nằm mà núi chỉ vậy thời mấy non. Qua đi chi chùi kiều lòn thêm mà nữa, chúng giữ hung không tựa bóng đà, chúng mê cửa đại nhà mê đại mê đất của là trăm muôn đàm cho ông lễ cuồng con chạy. Thấy chưa ông bạc đại vô nhân, con muốn bỏ kiếp hồng trần không còn khuyên nữa ngồi gần cùng ai. Đó là lão bắt quay tái thế trở lại rồi lập kế khuyên lớn, một ông chí nguyện không sờn dân ở mà tỉnh dậy nghe đờn ông đau. Kể quanh què bị đau bị khổ, cũng rước người giác ngộ từ bi đặng mà về chốn trường thi, tới đây cận lắm vậy thì con ơi, bỏ chúng sanh vậy thời cũng tội, nên ta đây lặng lội chứ qua miền, nếu không ta ở non tiền tà lớn an tịnh nơi miền âm mà u nơi giống đó rừng thu tịch mịch. Sương tiết ca pha không nhít một đời, có hoa lan nở chưa tuyệt vời, qua đàm cũng có cái dây thời bao quanh. Nói đi ông lẽ nhanh ông nghỉ, nói đi ông chỉ con đường, gần ngày thành lập trung ương, nghe ông mà đang nói cũng thương dân tình. Còn quan ghét không xin lời nữa, tại loài người tâm lửa cháy lan. Phải ông trước bán khoai lang gia khoai, bán hết lang thang trở về khoai, ông bác bên lề hết rau. Bán quỷ ma đầu cáo kia kìa, khoai lang nó lấy nó về tiền không có trả kìa kìa ông coi. Ông nói thôi dành thôi chi nữa, xuống khoan thiền đứng giữa ông buồn, khoai lang bớt hết điên cùng một mình ông lại bơi xuồng chèo ghe. Đến làng kia nghỉ một chút, uống nước trong nước đục không cần, khoai kia bán hết còn thân khoai, sùng khoai sẽ ngồi gần cả kỳ. Nhưng lúc đó đến khi dịch ra tà, chúng chạy la hối hả cả làng, ông đem khoai đó nga thành than đốt thui mà cho uống, cho bệnh án, cho bệnh nợ tình. Thấy như vậy niềm tin phục côi, lão bán khoai đâm đuối kia kìa, bây giờ ông đã đi về bơ thuyền trở lại bên lề. Dân ơi, ông chịu khổ tả tơi biết mấy, phàm chúng con đâu thấy kia kìa, dàm sông nước mặn ông về mấy ngày, ông ở cách chia quá nhiều. Kêu chị em quy điều, ông ban khoai lang kia tây trang, thấy chê nó giác thúng lại cái xề, nó bưng mà nó nga chạy từ về cởi đua. Thấy chưa trò hôn thua với Phật, tham lam kia là bậc quỷ ma. Nghe phai ông lão quá già, ông bớ mà thiền nổi đâm đà ấy bi, còn sùng xỉu bơ đi ông khóc. Tới làng kia trách móc thêm mà buồn, dịch ôn chết hở có luồng phai sùng ông cu, điên cuồng cũng mơ sống. Đó là sư giải hồi xưa nha, ở dòng kinh nước mặn, ở cái xứ của kỳ dân quân sĩ đó, thì xuống mùa hành lá nha trời. Trời đất ơi,
không còn gì hết rồi. Chừa ra phay sùng không, ông buồn và ông đi. Ông ra cái ngã ba dạm đó, đường lên Sài Gòn đó, ông tẻ qua bên Bến Tre. Nhưng mà tới đó cái làng đồ bị dịch quá chừng, ỉa chảy nè, ôn nè, ông bị xuống lấy khoai lên đốt lấy nè, dậu hết trơn. Như thế thì cái sự tích nó còn đó. Thì hôm nay thầy cũng nhắc lời cho tất cả quý vị nghe một chút nha, không không có bịa đâu, bịa không được đâu đó. Không phải trong ngốc kìa, bịa không có được đâu đó. Cho nên hôm nay thì cũng mong tất cả bà con anh em của mình hôm nay buổi lễ này rất linh động, rất là đông đảo, rất là tốt đẹp. Do nên cái tâm của tất cả quý vị và đi lên trật xuống, đi tới chỗ này như thế này, như thế nọ đó, thì cái công đó nó quá sức. Cùng là tất cả các bậc ở đây đó, tuy sơ sót này kia nọ rồi có thay mà thì quý vị thấy một chút xíu cái thay đổi liền, thấy không? Như vậy không có gì lạ đó. Thầy có giận không? Không. Thầy đó mày làm nên. Và năm nay thì thầy cũng mong tất cả đồng đạo anh em của mình nha. Thì thầy chỉ có nhiêu đó. Thì bây giờ còn một cái bài lỡ nha. Nghe không? Nghe không? Ồ vậy hả? Ồ, nghe bài lỡ chút xíu rồi cái mình trì cái này. Nghe thầy ta bút nha không? Còn tin đồng đạo thì thôi lộn xộn quá, thôi đừng có đọc nữa. Đó, nghe thầy ta bút. Còn bây giờ thầy đọc cái bài lỡ đi nha. Sư phụ Tây An chứng minh quà cho con để đọc cái bài lỡ. Lỡ sông lỡ biển chưa lỡ con, lỡ xác chưa lỡ hồn, rồi biết chưa làm sao. Lỡ tắt rồi lấy lỡ cao, lỡ sống ba đầu rồi ba tánh chết queo. Lỡ sang lỡ trọng chưa lỡ nghèo, lỡ lái lỡ lèo phải qua biển nghèo. Lỡ rồi đừng có buông chôn, lỡ xác lỡ hồn rồi lại tiêu tan. Lỡ bệnh rồi lại lỡ tan, lỡ rên lỡ khóc chưa cả làng làm sao. Lỡ thấp rồi lại lỡ cao, lỡ sắc lỡ màu lắm sự thua chen. Lỡ rồi ta phải chứ rút bờ kèn, đặng kêu ba tánh trong phen đặng về. Lỡ cái sở rồi lỡ người tài, lỡ ta mai mốt ta về nghèo hôn. Lỡ rồi đừng có bồn chôn, lỡ đây sắp tới hoàng hôn đen thùi. Lỡ đừng có ham vui mang tội, lỡ tu đi chiều nổi chứng minh. Lỡ ta quỳ lại cầu xin, xin trên thượng phủ đem tình thứ tha. Xin đất rộng mẹ cha chứng kiến, xin ơn trên xuất hiện ở đời. Lỡ ta xuống thế dân ở lỡ, rồi ta lại mở lời nói ra. Lỡ tiếc tiếc ta ta biết mấy, lỡ ta gieo ta cây giống từ lỡ rồi. Tất cả mọi người ráng nghe mà cho kỹ. Chứ không nên lỡ, cố nhớ đừng quên thầy chừng. Lỡ siêu màu cảm ơn chứng minh, lỡ rồi phải trọn đức tin. Lỡ ta đem tâm thành tình cho ta cho. Lỡ đói rồi lại lỡ nó, lỡ biển lỡ gò lỡ núi lỡ non. Từ đây lỡ mẹ lỡ con, lỡ rồi trái đất không tròn cho đâu đâu. Lỡ ba tánh biết đâu mà gọi, lỡ này mày tôi mỗi khắp ba nơi. Từ đây lỡ đất lỡ trời, lỡ rồi dân chúng ai ơi ráng nhìn. Lỡ động tới thiên đình phải chết, lỡ đời tàn thấy hết không còn. Lỡ rồi bơ bớ mà con về đi phải nhớ lòng son hiền lành.
lỡ cuối bãi rồi lỡ đầu gành lỡ rồi ba tánh chị anh kia kìa lỡ ta ở chút với ta về lỡ rồi mà có phá công chìa làm sao lỡ bệnh rồi lại lỡ đau lỡ sống ba đào nó hãy siết chi lỡ ta có ác lắm đi lỡ rồi ta tội cái vậy thì quá cao lỡ sám hối mau mau quý vị lỡ ta tu lấy trí đặng tri hỏi ta tu tịnh làm gì lỡ rồi phải ráng từ bị sao rồi có căn phật ráng ngồi chút qua nữa lỡ rồi ta cứu chữa được đâu tới đây ra quá địa cầu lỡ rồi bốn biển năm châu giật mình lỡ ta xuống đem tin cho cho đó lỡ không tiền bạc bó vàng muôn lỡ ta thương nước thương nguồn lỡ ta mà không thành chờ chiều buồn chứ không sĩ lỡ rồi ta phải ra đi ta mang mà tâm pháp từ bi kia kìa lỡ thầy báo chưa về còn ở kêu thầy ơi đã lỡ làm sao lỡ nam lỡ nữ chớ ngại nhờ nào con nguyện ở lại chứ mau hòa mau khuyên đời lỡ con kêu thầy ơi đừng giận lỡ hôm nay con bận nơi này ở Phật lại lỡ thầy lỡ thôi mà bá tánh canh chạy tỉnh chưa lỡ thầy báo chiếc đò con đưa đưa chiều mà đưa sáng chứ bạn chưa còn ngồi lỡ thân con còn bồi chút nữa lỡ thân con còn tớ bóng đà lỡ rồi con ở trần gia ở đây đã khổ sở ta bà nào vui lỡ có mắt mà đuôi đâu thấy chúng sinh giờ đâm rẫy cứ lâm lỡ rồi muốn giả điếc câm nhưng mà không được không thâm không thù lỡ thầy bảo khuyên tu phải ráng kêu thầy ơi chúng bán chúng ăn chúng đâu có biết thì văn của thầy mà để lại như trăng sáng ngời lỡ đạo rồi lại lỡ đời lỡ thôi mà chết ngót giữa giời nay mai nghe bài lỡ chưa bài lỡ của ông khùng đó à, như vậy thì à, đây là ngược bằng sĩ à, hồi đó lỡ này nha đó đờn này nha à, rô tô này nha đó quá nhiều nhưng bây giờ khàn khổ rồi hỏi chứ mấy mươi năm mà bây giờ đâu có còn gì nữa nhưng mà cũng phải cố gắng để một hơi thở cuối cùng để lại cho tất cả anh em của mình để biết rằng bận sĩ vô danh ta buộc trần xuống miền hạ giới để khuyên dân dù bão gian khổ thân không ngại mong cố nhân quần đắc đạo nhân rừng thầm chiều nay sao rất vui vui thay đạo lý đặng nắm mùi 12 tháng 8 ngày kỷ niệm Phật thầy chẳng đứt nguôi đồng đạo ngồi đây để rồi hầu thầy hầu tổ quá là lâu xin thầy ban phước cho chúng con đừng khổ đừng lo chớ đừng rầu mình còn nhảy múa như con công
sáng khổ chiều tu tối lệ hồng. Kêu thầy, thầy hỡi ơi giải cứu, cứu đoàn đệ tử thoát về trong. Tháng 8, 12 là đêm nay, muốn nói đi nói mãi hoài. Vì thầy mượn xác say xuống thế, nhìn thân nhìn thể nữ hóa trai. Con biết là con chẳng có gì, cuộc đời áo não chẳng sầu bi. Bực con của Phật xin nó già bảo vệ hằng ngày chữ A Di. Thầy ơi, thầy hỏi ở nơi đâu, ở chốn biển khơi hay đỉnh đầu, thầy về tham dự chứng cho đạo, cho đạo ráng tu khổ giải dầu. Ta biên lịch sử ngày này, 12 tháng 8 cúng thầy Tây An. Kinh văn tử rõ ràng như cắt, không có ai mỏ mắt làm gì. Hổ trần đừng có sầu bi, thầy ơi rơi lệ gì thì chưa chán. Con hiu quạnh trên đàn khó một, lái thuyền na chi cốt nguyện theo, dù bao thế hệ chưa hiểm mà nghèo. Thể quyền mẹ giới Phật chơi chống chèo cho qua. Ngày kỷ niệm tại gia thiền tỉnh, lễ tổ thầy con tính như giờ. Dĩa dưa dĩa muối trẻ thơ, cùng là chơi đồng đảo chơi hiện giờ kính nợ dân. Nghèo dư khổ cơ bằng dấp giá, đâu có gì cao cả cúng thầy. Xin trên hướng thiện phương Tây, đôi lời mà con khẩn chớ Phật thầy Tây An. Xong công cụ trong cái buổi này đó con, một chút nha. Rồi bây giờ như thế này thì trong cái buổi lễ đó thì nó cũng rất là đơn giản, không có gì lạ hết. Nhưng trong đêm nay thì từ 5 giờ, sợ 4 thì thầy cũng không có được khỏe. Từ 5 giờ tới 6 giờ rồi tiếp tục chương trình trong một cái đầu bài này như sau. Đó, thì sau này con có cho bà con anh em của mình á thì nghe cái lời than, nhưng ở đây cũng chưa có thâm trầm mặn. Sau này kết thúc nữa thì mới thấy lời than thở rất thâm trầm, là thầy rất là kêu bằng là quạnh quẻ cô đơn đó, có hiểu không? Quạnh hiu đó, quạnh hiu. Thì con có để là cái bài này quạnh hiu. Rồi phía nay đó thầy mới kể thêm một bài là quạnh hiu hiu quạnh một mình ta ngồi ở chốn mà chưa cội đình đợi ai. Cô đơn quạnh quẻ hằng ngày, vẫn ngồi mà chờ đợi chứ không đời luôn ơi.
ơn mãi trừ chi vậy đâu. Có một mình giông bão tuyết băng, chờ ai mà lý đạo cho thượng hằng, chờ người mà bút mực cho thi văn cạn rồi, chờ đợi khắc không hồi quá khắc, thiền của ta sắp tắt bớt nở trời, thân này quạnh quẻ chứ con ơi, ta ngồi mà rơi để chưa cầu trời nay mới. Ai có biết hằng ngày như vậy, người ngày nay nhìn thấy chứ bên ngoài, bên trong sổ sách Như Lai của ông mà thắt cá bổ chứ của ngài Bảo Sơn. Chờ chờ mãi không sờn chi khi, hiểu quảnh giờ ức tỷ triệu dấu, ta đây chịu khổ chứ đỉnh ở đầu, không buồn không hận chứ không mờ sầu một ai. Sầu chi nữa gây trai ba tanh, ta chịu rồi cay cảnh chứ giang sơn. Quạnh hiu hiu quạnh chứ không mờ sờn, mong người mà trả lại chứ tiếng đờn cho thanh. Năm giờ khuya đó, ngủ sớm đi. Bây giờ nói ở dưới bếp đó thì chuẩn bị nha. Bây giờ mời quý vị đọc bài Vâng Lời Thầy.